Xin chào quý vị. Cái video này là cái video tóm tắt những giá trị gì mình đã cung cấp cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và ngoài nước ngày hôm nay. Ngay bây giờ là 5:31, ok. Vừa rồi thì mình mới làm cho bạn, mình mới gửi cho bạn đâu tầm cỡ một nửa tiếng trước cái video của Bitcoin mới và cái video Ethereum. Vừa rồi tất cả những cái tín hiệu nó chính xác, gọi là có thể là nói là 90-95%, còn cao hơn nữa đúng không? Nhưng ngày hôm nay về tín hiệu của tương lai thì là bạn chốt 6 đồng, có 2 cái đồng á là cài đặt rồi đợi đúng không? Còn những cái đồng mà lúc mà mình mua bán thì mình cho bạn. Thì lúc mà mình nói là mình nhảy lên để mua bán, gọi là mình giao dịch trực tuyến, thì mình cho bạn những cái tín hiệu đó để bạn chốt đơn. Từ vừa rồi ngày hôm nay mình cho bạn 5 đồng và bạn đã chốt 4 đồng và 1 đồng hủy. Bởi vì sao? Bởi mình không có thời gian cho đó. 2 đồng kia là 2 cái đồng, còn 2 đồng khác là 2 cái đồng gọi là đặt để đợi. Thì nó cũng cắn 1% rất là ngon, 1 đồng lên tới 100+%. Có 2 cái đồng thì bị cắt lỗ nghe, nhưng bạn theo cái công thức của mình thì bạn chỉ lỗ vài xu và vài cắt thôi. Tín hiệu của spot hôm nay mình cung cấp là mình cung cấp BTC, mình cung cấp Ethereum, mình cung cấp Link, mình cung cấp Solana và mình cung cấp như là Link, ok. Thì tất cả những cái tín hiệu đó, đi lại chút xíu, giống như đồng LINK, mình cho bạn có con giá là 15.9 đô, thì vừa rồi nó cũng đã với tới. Cái đồng ADA mình cho giá 0.387, thì vừa rồi nó cũng rờ tới. Cái đồng XRP mình cho bạn cái chống lưng là con giá là 666, trước đó là 685, ok. Nếu mà nó rớt dưới 666 thì nó sẽ rất rất là mạnh, thì vừa rồi nó rất rất là mạnh. Riêng cái đồng XRP thì rớt ngày hôm nay. Mình cho bạn cái con giá Ethereum, ok, những cái mốc giá đó nó đều cắn và chuẩn bị tiếp theo chuyện gì đã sẽ xảy ra với Ethereum. Bạn nhớ cái câu chuyện của Ethereum thì nó chưa kết thúc. Và vừa rồi BlackRock, ok, đăng ký cái Ethereum rồi ETF Trust ở bên Delaware trong phát trực tuyến vào tối hôm qua 10 giờ tối mình đã cho bạn cái thông tin đó rồi. Vừa rồi cái giá mình nói BTC sẽ cắn là 37.980, nó lên 37.977 hay sao đó, ok, sơ suất đầu 3 đô, ok. Thì nói chung tất cả những cái tín hiệu vừa rồi là chốt và chốt, ok. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp với BTC và Ethereum thì rõ ràng lúc mình đang ngủ mình vẫn còn đang làm đúng không, và bây giờ mình uống lọn bia đúng không, mình hay thức đêm, ok. Bởi vì sao? Nếu bạn muốn chốt, cũng giống như ngày vừa rồi 4 giờ sáng đúng không, mình đã tín hiệu qua, tín hiệu mà gọi là nhảy vô nhảy ra đó, gọi là nhanh gọn và lẹ, thì cũng có vài anh em trong cái nền tảng tương lai cập nhật được và đã chốt đơn. Nó rất là dễ để làm tiền trong tiền điện tử nếu bạn chịu khó. Nếu bạn bỏ vô 5 triệu vô tài khoản tương lai các bạn, mà một ngày bạn làm ít nhất là bạn phải làm ra được 500.000 với số vốn 5 triệu bỏ vào tài khoản tương lai của bạn, đi theo cái tín hiệu của mình, làm 500.000 cực kỳ dễ. Còn những cái người có vốn lớn hơn, làm ra 200-300 đô, 1.000 đô mỗi ngày như vậy cực kỳ dễ chứ không phải là không. Chủ yếu là bạn có biết làm hay không, thì chủ yếu là cái nền tảng này là tạo ra để dẫn dắt bạn để có được tự do tài chính. Đáng lẽ là mình không có cho bạn những cái đơn vừa rồi đâu, 5 cái đơn vừa rồi,
nha, những cái tín hiệu mà gọi là nhảy vô nhảy ra, nhiều vô nhảy ra đó, mình không làm như thế. Nhưng ngay bây giờ cái thị trường nó bay bổng thì mình giao dịch, mà lúc mình giao dịch, mình giao dịch trực tuyến thì mình sẽ cho bạn thêm những cái tín hiệu trong cái nhóm tương lai để bạn chốt đơn. Giống như ngày hôm nay mình cho bạn 5 lệnh, hôm qua mình cho bạn 1 lệnh chốt, ngày hôm nay mình cho bạn 5 lệnh, 4 lệnh chốt. Ok. Nhưng những cái lệnh đó bạn phải đợi. Nghe lúc mình nói là mình nhảy lên, mình giao dịch là bạn phải nhảy vô liền. Mình cho bạn cái tín hiệu, bạn phải đặt cái tín hiệu đó liền. Chứ không phải là 15 phút sau, 1 tiếng sau bạn nhảy vô bạn lấy cái tín hiệu cũ thì không được nha. Để. Ok. Rõ ràng tháng này là tháng gì? Tháng 11. Và tháng này á, nó còn gọi là gì? Như nè, nó gọi gì đó? Gọi là tháng 11, November đúng không? Tháng 11. Tháng 10. Ok, vừa rồi nó lên 20 mấy%. Nhưng tháng 11 xác suất nó còn lên cao hơn tháng 10 nhiều nữa. Nó có thể lên gấp 3 lần tháng 10. Tháng 10 Bitcoin tăng trưởng 21 20 mấy%, hay như là 21%. Thì tháng này, ok, ngay bây giờ Bitcoin đã có sự tăng trưởng tới 30 mấy% rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Giá sẽ đi lên hoặc xuống đã được gửi thẳng vô trong Zalo của bạn rồi. Lúc bạn thức dậy 7 giờ 8 giờ sáng thì nó đã nằm trong cái hộp thư của bạn rồi. Thì bởi vậy, tại sao mình thức đêm để làm chi? Để cho bạn chốt đơn. Cái nền tảng này chỉ có chốt đơn. Mà nếu mà bạn không chốt đơn, có nghĩa bạn đang làm một cái gì sai lắm. Ok, thì rõ ràng, ok, bạn quay lại cái màn hình của bạn và mình gửi cho mình hỏi, và bạn có thể hỏi là ô cái vùng này tại sao không chốt đơn, em không hiểu, thì mình sẽ là cái con người trả lời cho bạn để giúp bạn chốt đơn. Ok. Nhanh gọn và lẹ, đồng tiền đang được rót vô nha, quỹ này quỹ nọ đang chạy vào tiền điện tử, gọi là nó vừa rồi bạn đã nói rồi, mình đã nói rồi, trước đây mình đã rồi, cách 2-3 ngày trước, cả tuần trước mình nói quỹ này quỹ nọ nó đang bán cổ phiếu cổ phần của nó để chuẩn bị nó lấy cái đồng tiền nó nhảy vô Bitcoin. Và vừa rồi nha, vừa rồi nó rót cứ 3 tiếng như vậy đó, 3 tiếng nó rót 15 triệu vô, 3 tiếng nó rót 15 triệu vô, 3 tiếng nó rót 15 triệu vô Bitcoin. Thì nó là vậy, mỗi ngày Bitcoin đào ra được có 900 đồng mà. Và cái ngày hôm nay, đúng rồi, ngày hôm qua bây giờ 5 giờ sáng rồi, ngày hôm qua người ta mua Bitcoin trên sàn Binance tới 35.200 Bitcoin. Nhưng mỗi ngày những cái người mà đào Bitcoin trên toàn cầu á, chỉ đào ra được 900 đồng thôi, thì bằng cái giá nó sẽ đi đâu? Okay. Không chỉ vậy, về tín hiệu của tương lai, cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để bạn đăng ký với cái giá là mỗi tháng như vậy là 25 USDT. Sau ngày hôm nay, có nghĩa là ngày thứ 6, nó sẽ lên 50 USDT. Những cái người mà đã trở thành thành viên rồi, cái giá vẫn vậy. Nhưng những người mới bước vô, bắt đầu từ thứ 7, nó là 50 USDT. Không biết nhu cầu tiền điện tử nó như thế nào, nhưng một cái thống kê rõ rỉ vừa được đẩy ra là USDT vừa tạo ra thêm 1 tỷ đô la nữa. 1 tỷ đô la nữa. USDT mới được tạo ra 1 tỷ đô la nữa. USDT là một cái đồng stablecoin. Nó không có lợi nhuận. Nó tạo ra để chủ yếu, đúng không? Để người ta mua nó, đúng không? Mua nó và dùng nó để làm gì? Để mua cái gì? Bitcoin và tiền điện tử. Ok, mới tạo ra thêm được 1 tỷ nữa. Được cái đó là một thông tin rõ rỉ cho bạn. Ok. Có gì nào ta? Bạn sẽ mất cái cơ hội tự do tài chính của bạn nếu bạn không học về Bitcoin ngay bây giờ, và bạn không học về Bitcoin và tiền điện tử. Xin chào mọi người.